Chào bạn nha, hôm nay mình đến với xã Phú Trọ, huyện Phú Tân của tỉnh An Giang và cơ sở Nam Bon các bạn. Ở đây là mình đang ở cơ sở Nam Bon. Hôm nay thì có chế một cái máy. Khoan, để em lấy cái thau. Rồi, để đi. Có chế một cái máy rất là độc các bạn. Cái giờ sớ ngay cái giờ sớ ngay chân giữa luôn. Đó, ở sau thì có cái bông trục. Rất là độc các bạn, sới rất là độc, máy sới rất là độc, được gắn đầu máy cài, được gắn máy đầu máy cắt là DC70, đít thì đít máy cài, gắn bánh lồng. Bây giờ thì đi vô đặng thay cái dàn bánh hơi đang chạy trên lộn các bạn. Đó, bạn thấy nó quái không? Này tay lái là lái trợ lực luôn các bạn, lái trợ lực luôn. Đó. Cái ben là ben nâng hạ, dàn sớ là dàn sớ này là dàn sớ 2m2, dàn sớ 2m2 các bạn. Cái này vừa sớ vừa trục đất luôn, nhưng mà bây giờ thì đi lên đường lộ do đó nên thay hai cái bánh kia vô để chạy trên đường lộ. Vừa sới vừa chọc đất luôn nha các bạn, rất là tập. Tay lái lần trước này lấy ben trợ lực nha các bạn, lái trợ lực. Cái đầu nó là ra như là một chiếc siêu xe mà loại mà xe ở nước ngoài đó các bạn, nhìn nó rất là ngầu luôn, nhìn rất là ngầu. Đó. Lát thì mình sẽ leo lên trên cái máy mình khám phá cho bạn xem. Rồi thì mình sẽ có một clip mình ra mài đồng luôn cho các bạn xem luôn nha các bạn. Nếu có quan tâm con máy này thì con máy này là ở của cơ sở Nam Bon, ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đó. Máy này thì cái giá thành của nó là cỡ 150 triệu à, 150 là được cái dàn đít đó bạn, dàn đít toàn bộ là của máy cài, dàn đít của máy cài gắn đầu máy cắt DC70. Thì xíu nữa đây thì thay cái bánh hơi vô, thì xíu nữa đây thì chưa đây mình sẽ quay một clip chạy trực tiếp với mài đồng cho các bạn xem về con máy này là sớ như thế nào. Đây thì con máy này sớ đằng trước mà nó có dàn phấp đằng sau luôn các bạn, dàn trục đằng sau luôn, đây cái trục luôn đằng sau. Chạy một tác một là xâm phim nhờ như tương. Đít này là cái đít của máy cài nha các bạn, đít của máy cài Shiboga. Đó, anh này đang làm cái bánh vô để lắp cái bánh. Đó. Lắp cái bánh này chắc là cái bánh 4508 quá. Phải không anh, cái bánh này là cái bánh 4508 của anh hả? Ờ, 9524 là tương đương với cỡ 4508 vậy đó bạn. Đó thì mình đây mình khám phá cho bạn xem. Đây ben thủy lực nâng hạ cái dàn sớ là ngay chân chỗ này, trên chính giữa luôn. Đó. Đây các bạn. Mai nhận qua em qua chưa kịp. Đây các bạn. Đầu máy DC70 gắn đầu máy DC70. Đít là đít máy cài gì chú? Dân ma Shiboga. Đợt trước là mình bán rồi hả? Máy đợt trước mình bán rồi hả?
Còn máy này, đít này đít Yamaha ha. Shibuga. À, đít này đít Shibuga. Shibuga 2006. Shibuga 2006. À, đít này là đít Shibuga 2006 các bạn. Chờ đằng trước này, đằng sau này là trục luôn. Này nâng lên để thay cái bánh. Nâng lên để thay cặp bánh. Máy này bá đạo lắm các bạn. Hai đầu luôn. Xài hai đầu luôn. Giờ đang nâng lên để thay hai cái bánh. Đó, dở lên nè. Đó, xíu nữa đây thì ra mài ruộng chạy luôn các bạn. Mình sẽ quay thêm một clip ở mài ruộng nữa cho các bạn xem chạy mài ruộng như thế nào. Đó, thì tổng lại để mình đọc sơ lại cho các bạn được biết về thông số kỹ thuật nha. Là con máy này là được gắn cái đầu máy là DC70, máy cắt DC70 trục bô. Đó là gắn đít Shibuga 2006. Cái dàn số là 2m2. Đó. Đó bạn, thì tổng dưới đằng sau là có dàn dàn trục luôn các bạn. Này, tổng số của máy này là cỡ 150 triệu. Đó. Được là tay lái là ben thủy lực nha bạn. Đó, rất là nhẹ nhàng, lái qua lái lại rất là nhẹ. Này do cơ sở Nam Bon ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang làm. À, bây giờ đang chỉnh lại, đang thay bánh. À, qua video này thì ai có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua số liên lạc qua kênh YouTube của mình, thì để lại comment mình sẽ đến nơi tận nơi để bán máy cho mọi người nha. Ai có nhu cầu bán máy, bán chẹt, nông cụ về phục vụ nông nghiệp á, thì liên lạc qua kênh của mình. Mà comment ở bên dưới rồi để lại số điện thoại nha bạn. Chứ tự nhiên comment không mà mình không để lại số điện thoại thì mình cũng không có biết ai mà liên lạc nha bạn. Máy này rất là quái. Quái dị luôn. Con máy này thì sớ rất là nhừ. Được biết là con máy này sớ đất rất là nhừ. Lý do anh Nam chia sẻ là cái máy nó mạnh đó bạn, do đó nên anh truyền tua này lên rất là nhanh, lên rất là lẹ. Truyền tua này lên rất là lẹ các bạn, do đó nên chạy nó quánh rất là nhiều tua, do đó nên nhừ đất rất là nhừ. Là lý do là một phần là cái máy rất là mạnh đó bạn, máy rất là mạnh, truyền tua này lên rất là lẹ nè. Con máy này đặc biệt không xài một sợi dây cugo nào hết. Toàn là cặt đăng là cốt như thế này để tránh sự hư hao về dây cugo. Các bạn, đây dàn trục này cũng bằng ben thủy lực luôn. Ben thủy lực này nằm ngay trang chính giữa. Đây trục đất ở đằng trước, là đằng sau trục lên một tầng nữa. Mau rồi mình giới thiệu sơ vậy thôi, còn một lát nữa thì mình sẽ quay một clip trực tiếp ở ngoài đồng cho các bạn và mọi người cùng xem video nha. Ở đằng trước thì cũng làm đèn cũng trang bị chạy ban đêm, hai bên hai cái đèn, ở đằng sau cũng có đèn luôn các bạn. Bô thì cũng đâm thẳng lên trời. Các bạn, thì con máy này được cải tiến so với con máy hôm trước á. Con máy hôm trước á là nâng hạ dàn sớ ngay cái bánh đầu này. Nâng hạ dàn sớ ngay cái bánh đầu này, nâng cao cái bánh đầu này lên, dùng ben thủy lực nâng cao cái bánh đầu này lên. Còn hôm nay thì cải tiến khác hơn, là nâng hạ cái dàn sớ là ngay chân chính giữa. Là nâng hạ cái dàn sớ là tự nâng tự hạ. Nâng hạ là không phải tự nâng tự hạ các bạn, là nâng hạ bằng cái ben thủy lực nằm ngay chân đây. Nâng lên trên cái gầm này, dỡ lên tới cái sát cái gầm này đây. Còn hôm trước thì nó nâng hạ cái bánh đầu này, nâng cao nâng thấp lên, giống như là cái vượt xe Honda các bạn. Hôm trước thì cái
cái bánh này nó làm giống như cái hộp xe Honda của mình đi, cho dễ phân tích, cho dễ hiểu đi. Nó là cao lên cao xuống. Trong những cái video trước đó mình có quay cho các bạn xem đó. Rồi thì mình quay sơ vậy cho các bạn được biết, rồi xong rồi lát nữa mình ra hội đồng mình quay thêm các bạn. Rồi bây giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây các bạn.